Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành AFK. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tìm nốt nhạc ẩn ngày 2 của lễ kỷ niệm tiệc tùng, cùng với đi sự kiện cuộc phiêu lưu trong rừng của ngày 2 các bạn. Và có lẽ là cuộc phiêu lưu trong rừng này, các team mà mình đánh cược nó sẽ khác nhau so với mỗi bạn chơi các bạn. Mình test trên vài ạc rồi, nó không có giống nhau. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tìm nốt nhạc ẩn ngày 2. Các bạn muốn tìm nốt nhạc ẩn ngày 2, trước tiên các bạn phải vào chỗ đăng nhập nhận quà nha. Mình phải vào đây trước thì mình mới nhận được. Harry Miu Miu cũng có ít câu trả lời quen thuộc mỗi khi chào khách. Harry Miu Miu. À. Rồi, Harry Miu Miu. Miu Miu thì chỉ có một con mèo các bạn. Đây. Đây các bạn, sau khi nói chuyện với tướng hệ ánh sáng xong thì chúng ta sẽ có một cái dấu tìm trên cái khung bản nhạc này. Các bạn phải có dấu tìm thì mình mới tìm được nha. Mình bấm dấu tìm. Tôi đã từng gặp một người lùn thích uống rượu trên cầu tàu ở cảng Vương Vóc. À, nhà trọ cây xoài, cái ông già lùn các bạn, chứ không phải là cái chàng trai kia, sorry các bạn nha. Ông thợ xây. Cái ông thợ xây trong nhà trọ cây xoài. Đây các bạn, đây bên cạnh có nốt nhạc này các bạn thấy không? Có cái ông già, ông chuyên xây nhà trọ với ông kéo thang này các bạn. Đây, bên cạnh ổng có một cái nốt nhạc ẩn. Đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chơi cuộc phiêu lưu trong rừng ngày 2 luôn. Ok, cuộc phiêu lưu trong rừng ngày 2 thì chơi như thế nào? Thì ngày 2 này thì nó sẽ mở khóa một cái đường đi mới các bạn. Thì mình sẽ vào cái đường đi mới ha. Các bạn tiếp tục hành trình. Rồi, hiện tại thì AD đã về lại Vũng Tàu. Có micro, có máy tính của AD. Thì AD sẽ làm video chỉnh chu hơn nha các bạn. Đây, các bạn sẽ mở khóa cái này. Mỗi ngày thì nó sẽ mở khóa một cái các bạn. Cái đây thì mở khóa ngày sau. Mình sẽ tiếp tục trong ngày 2. Rồi. Ngày 2 sẽ có một ải là mình đánh. Còn một ải thì mình sẽ dự đoán các bạn. Đây, ải đây là mình sẽ dự đoán. Có thử team nó dự đoán là team nào. Đó. Ở đây thì nó sẽ dự đoán 6 Aegis, 3 Athos với lại 2 Athos với lại 3 Fira. Các bạn chọn Aegis nha. Team này Aegis thắng. Mình cảm thấy giữa những người chơi khác nhau thì nó khác nhau các bạn. Cơ bản thì Aegis nổ liên tục cùng với cấm nổ và kỹ năng hút dồn vào một chỗ thì lượng đam gây lên trên kỹ địch rất là nhiều. Và kỹ địch hầu như là gây rất ít đam lên Aegis các bạn. Tại vì kỹ năng xích của Aegis nó giảm đam của tướng địch. Nên hầu như là Athos cũng như Fira không có thể nào quay đam được cho Aegis. Chắc là Aegis thắng rồi. Xấu con Aegis là quá khủng khiếp các bạn. Thì có thể thấy là nó nổ liên tục không? Nổ cộng hút liên tục. Tuy nhiên Athos thì nó hơi trâu. Athos nó hơi trâu cho nên giết được Athos nó hơi lâu các bạn. Tại vì con này nó không có dồn vào sau lưng. Mà đã đánh trước mặt ha. Rồi, nhận rương. Cái này thì mình chỉ nhận rương vàng thôi. Còn ở trên đây thì mình sẽ đánh này. Thử nghiệm bóng ma. Tất cả các thùng người mang ánh sáng đồng minh bị trốn trong vòng 5 giây. Các bạn xem ha. Ngăn cản bóng ma 2. Tất cả hiệu quả tấn công của đối phương tăng lên 20%. Và 3 tất cả các kỳ thù được tăng lên 20%. Các bạn đừng bỏ anh hùng ánh sáng vô là được. Rồi, mình sẽ có boost này các bạn. Tên, chúng ta sẽ có boost nhận. Mỗi một ngày thì chúng ta sẽ có một quả sồi, do đó đam sẽ tăng lên theo thời gian. Bạn yên tâm, cuối sự kiện là thế nào boss nó cũng chết các bạn. Các bạn sẽ nhận được rương skin của gà miễn phí.
không muốn nhận cũng không được, trừ khi server của bạn đánh không chết được con bot nha. Rồi, như vậy là ngày 2 xong, mình sẽ lại tới shop mình mua. Chắc là mình sẽ mua boost cho hệ nhanh nhẹn các bạn. Team mình hệ nhanh nhẹn hơi nhiều, tăng sát thương hệ nhanh nhẹn. Hay cả tăng hiệu quả ra đòn quyết định các bạn. Các bạn nghĩ cái nào nó sẽ gây đam nhiều hơn, tăng hiệu quả ra đòn quyết định hay là tăng sát thương cho hệ nhanh nhẹn? Tại vì tướng mình dùng tới mấy tới ba con hệ nhanh nhẹn các bạn. Thì mình sẽ ưu tiên hệ nhanh nhẹn trước. Ok, có thêm boost rồi, quay lại chiến boss thôi. Một ngày được 5 lần, mình sẽ dùng team này mình đánh. Dùng team này cơ bản Lucretia nó nổ lan các bạn, cùng với cấm nổ team địch. Thật sự thì Lucretia đi đánh cái này thì đam nó không to. Đam đội hình này bỏ Karen vào là vì nó đánh kỹ năng nổ của nó nổ chùm cái đam nhiều hơn các bạn. Sốc đam rất tốt. Tuy nhiên thì không có Karen thì bắt buộc phải dùng tướng khác thôi. Hoặc là các bạn có thể dùng cuộn swap để đổi. Đổi từ Dress sang Karen. Tuy nhiên con Dress là một con tướng không tồi, do đó thì các bạn để xài không nên đổi nha. Rồi tăng được thêm một xíu đam so với ngày hôm qua. Rồi sự kiện ngày 2 như vậy nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau nha. Và nếu thấy hay thì các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ cho kênh nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.